Ta đã nhẹ nhàng rồi, mình làm im nha. Gì vậy con? Chắc cô sắp một cái video đó rồi đó. Ơi con cất đi, mẹ mắc làm rồi. Lâu quá. Cố gắng. Hứa với cô rồi. Hết chưa cô? Không được, không được. Được rồi, được. Không chịu, xíu không đổ nữa đâu. Xíu nữa, ráng này. Vừa rồi đi thi cái gì sao vậy? Thi lý á. Đạt giải hả? Dạy ta, cô chưa biết giải ngờ, chắc dạy ta. Đau quá. Đáng cho cái này gần hết rồi nè, cố lên. Chạy không nổi nữa đâu cô ơi.